Chào cả nhà thân yêu, rất vui được gặp lại cả nhà trong video hôm nay của chú Phương. Cả nhà ơi, hôm nay Phương với mẹ Phương mình trở lại cái khu rừng mà cá lóc bông khi hởm á, mình câu cá. Hôm nay mời cả nhà cùng theo Phương và mẹ Phương mình đi câu nha. Cả nhà, hôm nay Phương đi câu với mồi dế nha. Mình đem theo cái gỗ quen thuộc nè. Ở phía bên kia có đám đó cả nhà, mà không may là đang là gió xuôi nên nó thổi xuống hướng của Phương luôn. Bởi vậy nghe hơi có tiếng nhạc á, cả nhà thông cảm cho hai mẹ con nha. Tại hôm nay đi tới cái khu này thì cũng lâu rồi, từ hôm mà câu dính con cá lóc bông tới nay là cũng lâu hơn cả tuần rồi cả nhà. Phương nhớ là vậy đó, 10 ngày nửa tháng gì rồi không nhớ rõ, nhưng mà tầm đó. Nay thì đi lại thì nước hơi đứng cả nhà ơi. Bèo thì tình hình thì thấy cũng bình thường, mà không biết là sao, tại cũng mới quay lại đây á. Giờ thì mình hạ cần để xem tình hình sao nha. Có một cái là không thay đổi được cả nhà là kiến vàng. Đây, bò lên tới đây. Kiến vàng rất là nhiều luôn. Lát hình quá, một con đầu tiên nha. Đây, cái nhánh cây vô trong đi. Rồi cả nhà xem thác lát ở đây nè. Đây nè cả nhà. Phương nhìn thấy nó ụp á, cái Phương thả xuống cái nó gị luôn. Đó, có ăn đó nha. Ui, dính à. Ui. Thêm con thác lát nữa nha. Ôi ơi, con nãy đẹp cái này mẹ. Ôi ơi, đẹp. Quá chừng đẹp hả mẹ.
Ôi mẹ Phương dính con rồi cả nhà. Ui khắc lát hả mẹ? Ngon ta. Mẹ thêm con khắc lát nữa. Ôi dướng già rồi, dướng rồi cả nhà ơi, tiếc quá. Cái gì? Ui mẹ Phương dính con bánh cả nhà. Ủa hơn cá ngô hay vậy ta? Ủa hơn cá ngô bự. Ui ôi mẹ Phương dính cá ngô khổng lồ luôn cả nhà ơi. Trời 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 ơi. Ôi ôi. Ui ôi cá ngô bự. Cả nhà xem có ngô nè cả nhà. Ôi bàn tay của Phương không xi nhê. Đây cả nhà ơi, kinh khủng, đen. Nghe nha, đó quá sáng cá ngô luôn. Đây cả nhà coi, Phương mở tay Phương vô nè. Trời ơi nó đen. Thấy gì trời, cá ngô. Cá ngô. Mẹ giật một cái là hồi nãy chảy hết một con rồi. Ở đây là hổm là cái khuôn mà câu dính cái lóc bông đó cả nhà. Hồi nãy chảy hết một con rồi, nó ngoặn cây câu mẹ xuống luôn. Gọi cái bắt đầu á, mẹ đi lại mẹ móc con mồi khác. Bỏ vô vỏ, bỏ vô vỏ cho cái nhà xem ơi. Đây cả nhà. Đó. Ôi, bính nó lại, bính nó lại cho nó im cái. Đó. Ê, cái cừu nữa không? Rồi. Chưa mà. Rồi xảy luôn rồi, rồi lao xuống rồi đó. Rồi hết một mồi rồi. Cũng hơi hơi. Ui, rồi. Dướng anh trà nữa rồi cả nhà ơi. Nó vẫn còn dưới á. Đó, cả nhà thấy phao đó. Nó vẫn còn dưới á. Mà dướng vô anh trà rồi. Nó vẫn còn trắng trắng dưới đó cả nhà. Đó 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 đó, đó cả nhà thấy không? Lên, lên quá. Con khắc lát nữa cả nhà ơi. Nhắn sảy luôn tờ rồi chứ xíu nữa là sảy luôn rồi. Chứ xíu nữa là sảy luôn rồi cả nhà xem nè. Chút xíu nữa. Cái này đi chè rồi quá trời luôn, bây giờ cũng phải nhiều. Trong đây hầm quá chừng luôn cả nhà ơi. Nãy giờ mệt xúc mồ hôi hết trơn luôn. Kiểu như trong rừng là cái bị khuất cây á cả nhà. Cây trong đây toàn là cây với cây không à. Cái không có gió mà lọn vô được á, nó hầm quá chừng hầm luôn.
Ôi mẹ con dính tháo lát rồi kìa nha. Đi một con nữa. Có ăn luôn cả nhà. Dính. Ui bà ơi, cháy luôn rồi. Hả, tìm nó nữa. Phương mới thay lưỡi câu mới cả nhà ơi. Lưỡi này nãy giờ dướng cây á, sợ nó bị quát. Nhạnh đâu thì còn im lắm mà. Sao xảy hoài. Dính kìa. Ui. Con dính rồi nè. Vậy con gì? Con chết quá. Nó gỡ không? Gỡ đi. Ồ. Dính đi của cậu con vịt con rớt đi xuống cái bạch. Có ăn em. Yeah. Một con nữa. Ui. Vô mé. Con nữa cả nhà ơi. Dướng dướng. Thêm một con hát lát nữa cả nhà ơi. Khu này hát lát nhiều ghê luôn á. Hát lát này á là thịt ăn rất là ngon luôn, nhất là làm chả nha cả nhà. Thác lát này là thác lát mình chứ không phải là thác lát cơm. Thì cỡ này với lại là bự hơn chút xíu nữa à, là nó lớn hết cỡ rồi. Cây tính đường nó cháy. Hai người đâu còn lại. Ôi ơi nó bự. Ừ. Quá ngon. Đây. Một em nữa. Ôi bữa nay mình trúng ổ sắp phát rồi. Ôi nó lâu nữa vậy. Mẹ Phương dính khá gì bự quá cả nhà ơi. Ừ con cá chê hả mẹ? Chê vàng cả nhà ơi. Ôi ôi. Ngon dữ vậy. Yeah. Viên vàng trắng. Ôi con cá chê vàng. Yeah. Cái chân ở đằng kia kìa.
Ở đâu vậy? Kim đấy, hụt con nó, con lại đó con thao đi coi. Quá ngon luôn cả nhà ơi. Gỡ đi, gỡ đi. Chút nữa cái trình công nó quẳng quá trời, mẹ sợ nó thấy. Con bị dài quá. Đó, ngay trong đó kìa, con lại đó con coi. Đâu? Ngay đó, nó còn ngủ nữa kìa. Ừ, khoan khoan cả nhà ơi. Ui, mẹ ơi. Mẹ 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 cầm đi khỏi con dìu con cá hay mẹ. Cá bự mẹ ơi. Ôi ôi. Ôi cả nhà coi cái đầu nó nè cả nhà. Mẹ ấy lên đi để con dìu nó. Dìu mới được cái cần câu của con nó yếu. Con thích chơi cả nhà ơi. Nghe cái lỗ của mẹ câu luôn á. Đúng rồi. Nghe cả nhà. Mẹ thấy nó ụt lên tim lên đây mà. Ôi ôi nó mập. Hả? Nghe không? Ừ. Ngon hút mặt á. Ôi ôi nó ngon. Quá chừng ngon luôn cả nhà ơi. Cả nhà xem cái bụng của nó một bụng coi nè. Bụng là một bụng luôn á. Ngon quá hay nè. Nó còn đậm nước. Cái lưỡi câu của Phương là lưỡi câu cá rô. Thành ra là gặp mấy con này Phương phải dìu nó mới được. Chứ Phương không dám giật mạnh thẳng lên. Thì qua bên đây mình nhúng mắt mấy con cá nè. Nhúng lên nè. Quá ngon cái nhà. Rõ không cái nhà? Còn được con cá rô bự nữa chứ. Dứt rồi. Tiêu rồi. Rồi dướng nhánh trà rồi cả nhà ơi. Dướng. Ê, lên này. Cá trê nữa mẹ ơi. Ui. Quá ngon. Yeah lên. Thêm con cá trê nữa cả nhà. Thôi nó không thát chứ nữa kìa bố. Có lên tim rồi.
Ôi bữa nay trúng mánh cả nhà ơi. Bữa nay đầy rõ luôn. Ui nó vàng. Dạ 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 dạ. Cá rô nó. Chị mấy con dính này nha. Cái rô nó lên trên. Ông con kiến vàng nhảy vô đó nó cắn người ta chóng lên. Này câu được mớ cá ngon quá ra nha. Không có gì đổ ra trơn hết nè. Không có gì đổ ra trơn cả nhà. Cỡ đó, đâu đó là cỡ chừng cả chục con hắc lát gì á. Chục con hắc lát rồi ba con cá chê vàng. Bữa nay không có dính cá lóc bông cả dài. Được con cá rô. Cá rô bự nha. Hắc lát cũng ngon. Hắc lát bự bự không. Bữa nay trúng hơn hãm cả nhà. Mặc dù là không có cá bông nhưng mà trúng hơn hãm được mấy con cá chê với thác lát cũng nhiều nữa. Giờ hai mẹ con chắc về cả nhà ơi. Nãy giờ dính được mấy con cá chê cái làm như giật lên cái nó bị động nước đó cả nhà. Câu không ăn nữa. Mình giật nó lên cái nó bị động nước đó. Nhiêu đây cũng ngon lắm rồi. Để hai mẹ con về nha. Cả nhà xem đến đây cho hai mẹ con xin một lượt like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần hai mẹ con có thêm nhiều động lực để ra nhiều video kế tiếp nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại vào lần sau.